Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc Chuyển Động của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Phụ nữ Lai Châu phát huy nội lực để phát triển kinh tế. Phú Thọ phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Yên Bái, đình Khe Dứa, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có phần cuối của chương trình. Trước đây là những thông tin mới cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu luôn chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến nay, tổng dư nợ gần 900 tỷ đồng với hơn 13.700 hộ gia đình vay. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ tỉnh Lai Châu đã triển khai có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ bằng ngày công lao động, hỗ trợ cây, con giống, đồng thời duy trì các mô hình tiết kiệm tại các chi hội tạo nguồn vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 370 tổ tiết kiệm với 17.200 thành viên, số tiền tiết kiệm lên trên 7 tỷ đồng. Qua các hoạt động của các cấp hội đã hỗ trợ giúp đỡ hơn 570 phụ nữ phát triển kinh tế thoát nghèo. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên, đến nay tỉnh có gần 4.000 hecta cây ăn quả, trong đó có hơn 1.400 hecta được trồng tập trung và chăm sóc theo hướng hữu cơ sinh học. Việc phát triển cây ăn quả ở các địa phương trong tỉnh Điện Biên thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một số huyện, xã đã và đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những cây có giá trị và hiệu quả kinh tế thấp sang phát triển cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao như bưởi da xanh, bưởi diễn, xoài Đài Loan, thanh long, nhãn chín muộn. Đến nay, các địa phương bước đầu đã hình thành một số liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả. Hướng tới mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có từ 2.000 đến 2.500 hecta cây ăn quả trồng tập trung được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận Việt Gáp hữu cơ có thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Thời gian qua, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Sơn La quan tâm triển khai với những kết quả đáng khích lệ. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, đến nay tỉnh Sơn La đã ra mắt và đi vào hoạt động 177 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 170 điểm chữa cháy công cộng. Các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đều được quan tâm đầu tư, trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình bọt, bình khí CO2, mặt nạ phòng độc. Người dân tham gia các mô hình được tập huấn kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và được hướng dẫn cài đặt sử dụng các tính năng của ứng dụng báo cháy 114 nhằm đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả các sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu. Liên quan đến phát triển du lịch dịch vụ, tỉnh Hà Giang đã định hướng đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Tổng thu từ du lịch đóng góp 10,34% giá trị vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững, khai thác hiệu quả thị trường nguồn khách, chú trọng thị trường có khả năng chi trả cao, nghỉ dưỡng dài ngày, phát triển phân khúc khách theo các sản phẩm chuyên đề. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khu du lịch cấp tỉnh, cấp quốc gia, các tuyến du lịch liên vùng, đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ cộng đồng nông thôn làm du lịch nông nghiệp thông qua các doanh nghiệp lữ hành, hình thành các điểm đến vệ tinh với các trung tâm du lịch nhằm lan tỏa những điểm đến ở nông thôn, đặc biệt là đối với khách du lịch quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại tỉnh Phú Thọ đã có nhiều kết quả tích cực. Cùng với việc giảm bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi không may gặp rủi ro, thì việc tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện trách nhiệm xã hội, chia sẻ rủi ro với cộng đồng. Em Lê Duy Hiếu hiện đang là học sinh lớp 2, trường tiểu học Dữ Lâu, thành phố Việt Trì. Vừa qua, em không may bị nhiễm khuẩn, suy đa tạng nên phải điều trị dài ngày tại các bệnh viện tuyến trung ương. Hơn 2 tháng điều trị, em Hiếu đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 300 triệu đồng. Với mức thu nhập của hai vợ chồng, nếu không có bảo hiểm y tế học sinh thì sẽ rất khó khăn. Không có bảo hiểm y tế này thì cũng là thêm gánh nặng cho gia đình chúng tôi. Thì đấy, vì lương công nhân của hai vợ chồng thì nó thấp, không đủ khả năng để chữa trị cho cháu được.
Tại huyện Thanh Sơn, mặc dù chịu ảnh hưởng từ quyết định 861 làm giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm từ 94% xuống 72%, nhưng nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và phụ huynh học sinh, nên hiện tại tỷ lệ bảo hiểm học sinh đã tăng trở lại, hiện đạt trên 87%. Tuyên truyền thật sâu rộng cái tham lợi ích của cái bảo hiểm y tế cho từng phụ huynh và học sinh trong các buổi nhân họp phụ huynh, hoặc là mời cái đại diện của bảo hiểm y tế huyện xuống để tuyên truyền nữa. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Việc tham gia bảo hiểm y tế không những là quyền lợi mà còn là trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng bảo hiểm học sinh còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân. Phối hợp với phòng giáo dục, hiệu trưởng các nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để tuyên truyền vận động đến phụ huynh học sinh, và đồng thời là chúng tôi sẽ vận động các cái mạnh thường quân để có cái nguồn kinh phí hỗ trợ thêm cho những cái đối tượng khó khăn. Để đạt được mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia và được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, ngành bảo hiểm, ngành giáo dục rất cần sự tự giác, chủ động tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đình Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Dao Viễn Sơn mà còn là cơ hội, tiền đề để Viễn Sơn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, hướng đến phát triển du lịch tâm linh kết hợp với sinh thái cộng đồng. Đình Khe Dứa được hình thành vào thế kỷ thứ 19 khi người Dao Đỏ đến khai khẩn và định cư tại vùng Viễn Sơn. Từ khi hình thành, ngôi đình đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng, nơi tưởng nhớ tri ân các bậc tiền nhân, những người có công với nhân dân. Cái di tích của chúng tôi ở đây thì tương đối linh thiêng. Bà con đến cầu hàng năm ấy, cứ mùng 1 tháng riêng, mùng 3 tháng 3, mùng 6 tháng 6, mùng 2 tháng 8. Đây một năm là cầu 4 lần để cúng các thần linh ở làng phù hộ cho nhân dân. Từ khi khởi dựng đến nay, trải qua hơn 100 năm, đình Khe Dứa vẫn tồn tại gắn bó với người Dao, với vùng đất Viễn Sơn, trở thành biểu tượng thiêng liêng và được coi là bảo tàng lịch sử, phản ánh cuộc sống cộng đồng dân cư vùng đất Khe Dứa, xã Viễn Sơn qua các thế hệ. Đối với những dịp lễ Tết hoặc là ngày trọng đại thì người dân chúng tôi cũng hay đến đình để cầu nguyện, cầu mong sức khỏe cũng như là làm ăn phát triển cây kinh tế. Đặc biệt là đối với Viễn Sơn thì chủ yếu là cây quế, thì cũng cầu mong là cây quế của chúng tôi là ngày càng phát triển cũng như là để vươn xa, không nghĩa là trong nước và ngoài nước để bước tới. Trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng và tín ngưỡng của người dân, đình Khe Dứa được tu bổ, tôn tạo với thiết kế ba gian. Ngôi đình được người dân trong làng trân trọng bảo vệ, gìn giữ, đồng thời duy trì sinh hoạt tín ngưỡng theo các ngày lễ truyền thống trong năm. Với những giá trị vốn có, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định công nhận xếp hạng đình Khe Dứa là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Với cái chủ trương của Đảng bộ cũng như chính quyền, sau khi mà đã được cấp có thẩm quyền công nhận thì chúng tôi sẽ có cái quyết định thành lập ban quản lý di tích lịch sử, đặc biệt là trong cái công tác để bảo vệ, tránh tình trạng lấn chiếm rồi thì là xâm phạm, và thực hiện cho cái ban quản lý làm sao nó hoạt động tín ngưỡng theo đúng pháp luật. Để bảo tồn bền vững và phát huy toàn diện các giá trị của di tích lịch sử đình Khe Dứa, trong thời gian tới, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cần quan tâm hơn nữa đến ngôi đình xứng tầm với vị thế của một di sản văn hóa cấp tỉnh. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 10 năm 2023. Tỉnh Lào Cai có mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tỉnh Lai Châu ngày nắng, đêm về sáng có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Tỉnh Điện Biên nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm về sáng có mưa vừa và rải rác có dông, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Tỉnh Sơn La ngày nắng, đêm về sáng có mưa, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ.
Tỉnh Yên Bái nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm về sáng có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Tỉnh Hà Giang nhiều mây, có nắng, đêm về sáng có mưa dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tỉnh Tuyên Quang nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm về sáng có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Tỉnh Phú Thọ nhiều mây, có nắng gián đoạn, đêm về sáng rải rác có mưa dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.